Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nước Nga đang rơi vào khủng hoảng. Ngày 11 tháng 7, báo Tiếng Dân đang nhận định của tác giả Dương Văn Minh rằng nước Nga trên bờ sụp đổ như Liên Xô hồi thập niên năm 1980. Tác giả cho rằng những diễn biến gần đây cho thấy sự ổn định của nước Nga đang ngày càng bị đe dọa. Hôm qua ngày 10 tháng 7, chính phủ Nga đã công bố lịch cắt điện tại một số khu vực sau các cuộc tấn công dữ dội của Ukraine vào cơ sở hạ tầng điện của họ. Trong một vấn đề liên quan, lệnh hạn chế mua nhiên liệu đã được áp dụng tại một số khu vực cách đây vài ngày. Hành động này là phản ứng trực tiếp đối với các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu, làm phức tạp thêm cuộc sống hàng ngày của người dân Nga. Tác giả nhận xét những biện pháp này đưa cuộc chiến đến gần hơn với người dân Nga khi họ không thể bật đèn, đổ đầy bình xăng cho xe hơi hoặc lái xe đi làm, tác động của cuộc chiến trở nên cá nhân và ngay lập tức. Điều này tạo ra hiệu ứng lan tỏa, người dân bất mãn, hoảng loạn lan rộng và thêm căng thẳng kinh tế đối với lực lượng lao động vốn đã quá tải. Và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Tác giả cho biết, nhiều thường dân Nga tỏ ra thờ ơ với cuộc chiến trừ khi bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự mất mát của một thành viên trong gia đình. Họ đã ủng hộ chính phủ của mình, được thúc đẩy bởi sự khinh miệt sâu sắc đối với phương Tây và Ukraine. Tuy nhiên, sự ủng hộ này có thể dao động khi họ không còn đủ khả năng chi trả cho những nhu cầu cơ bản, đi làm hoặc tiếp cận điện để tiêu thụ các sản phẩm tuyên truyền của nhà nước. Theo tác giả, câu hỏi đang hiện hữu là liệu họ có tiếp tục ủng hộ nhà lãnh đạo của mình trong những hoàn cảnh tồi tệ như vậy hay không, hay họ sẽ bắt đầu thách thức chế độ từng có vẻ bất khả xâm phạm. Ukraine, với sự hậu thuẫn của các đồng minh và một số cố vấn chiến lược nhất thế giới, dường như đang thực hiện một kế hoạch tỉ mỉ nhằm làm mất ổn định nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của Nga. Nga đang phải đối mặt với hậu quả của các hành động của mình. Gánh nặng ban đầu sẽ đổ lên đầu người dân nước này, cuối cùng sẽ đến tay giới lãnh đạo. Tác giả bình luận, khi Tổng thống Nga Putin đều hướng bể cá mập mà ông đang sống, câu hỏi vẫn còn đó. Bao lâu nữa thì hệ thống sẽ bắt đầu rạn nứt từ bên trong do chính những người mà nó từng kiểm soát thúc đẩy. Khi những con cá mập nếm mùi máu trong nước, chúng sẽ bắt đầu xé toạc các chi của hệ thống. Và đây là hình tổng thống Nga Putin. Putin sai hay ngu dốt khi quyết định bơi ra sông xâm lược Ukraine khi không lượng được sức mạnh. Putin cầm cự tình trạng này của nước Nga đến bao lâu khi mà nước lũ dưới chân đang tiến vào nhanh chóng. Liên quan đến sự sụp đổ của Liên Xô năm 2021, BBC Tiếng Việt đã chỉ ra 4 nguyên nhân. Theo đó, đa số các sử gia phương Tây đồng ý là quá trình Liên Xô sụp đổ diễn ra không phải một lúc mà từ nhiều năm trước bắt đầu với thời kỳ trì trệ của tổng bí thư Leonid. BBC cho hay có bốn nguyên nhân chính được cho là làm Liên Xô tan rã: hệ tư tưởng mới và cải tổ, sự chối bỏ ý thức hệ cộng sản của đa số người dân, kinh tế sụp đổ và chủ nghĩa dân tộc. Trong bốn nguyên nhân trên, yếu tố nào cũng quan trọng, nhưng quá trình suy thoái mang tính hệ thống xảy ra từ gốc rễ. Liên Xô chọn một mô hình phi thực tế và sử dụng bạo lực, quân đội, công an quá lớn nhằm duy trì quyền chính trị của một đảng toàn trị, bóp nghẹt mọi sáng kiến đổi mới từ bên trong. BBC dẫn quan điểm của tác giả James Nichol cho rằng, hệ tư tưởng mới chỉ mang tính văn hóa, có tạo ra xúc tác nhất định cho một môi trường sinh học chính trị mới, nhưng không đóng vai trò quyết định về số phận của Liên Xô. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nước Nga đang rơi vào khủng hoảng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết, và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới kim vũ xin kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin đại biểu quốc hội gai gốc lê thanh vân bị bắt ngày 10 tháng 7 bbc cho hay đại biểu quốc hội lê thanh vân bị bắt liên quan vụ ông lưu bình nhưỡng bbc cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân. Khi mở rộng vụ án, ông Lưu Bình Nhưỡng. Ông Lê Thanh Vân là đại biểu quốc hội tại thời điểm bị khởi tố. Ông bị điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo Điều 358 Bộ Luật Hình Sự. BBC dẫn Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường ngày 10 tháng 7 cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc đồng ý khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc, đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân. Thủ tục này được thực hiện theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cũng cho biết ông Lê Thanh Vân và ông Lưu Bình Nhưỡng đều là đại biểu quốc hội, thường có nhiều phát biểu gai góc, không ngại đụng chạm tại nghị trường. Trong vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng, báo chí Việt Nam chỉ đưa tin theo cách dẫn lại thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình, bên phát lệnh bắt giam ông Nhưỡng chứ không đưa ra tin đa chiều. Theo BBC, vụ bắt ông Nhưỡng hồi tháng 11 năm 2023 được một số nhà quan sát đánh giá là có màu sắc chính trị. Theo đó, một số nhà quan sát cho rằng ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt có thể vì tiếng nói của ông trước quốc hội trên báo chí, kiến nghị của ông trong những vụ án cụ thể đã không làm vừa ý một ai đó. Vẫn theo BBC, khi còn là đại biểu và cả sau này, ông Lưu Bình Nhưỡng từng lên tiếng về vụ đồng tâm, vụ tử tù Hồ Duy Hải, thậm chí không ngần ngại phê phán Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao trong các phát biểu tại nghị trường quốc hội. Tương tự, BBC dẫn những phát biểu gai góc của ông Lê Thanh Vân như việc ông từng có màn tranh luận gây gắt với tổng thanh tra chính phủ Đoàn Hồng Phong liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh vào tháng 11 năm 2023. Ông Vân chất vấn việc thành lập tổ công tác để thanh tra lại kết quả đoàn thanh tra có đúng luật không? Với vai trò kép, vừa là thủ trưởng cơ quan thanh tra, vừa là người đứng đầu cơ quan nhà nước, tổng thanh tra chịu trách nhiệm gì trước pháp luật? Và đây là hình ông Lê Thanh Vân. Ông Vân từng nhìn nhận nhiều người nhà quan, miệng gan, gan thép và không ít thư ký giúp việc cho vị thế dưới một người trên muôn người liên quan đến đề án chuyến bay giải cứu. Không loại trừ khả năng có sự đồng thuận tương tác lẫn nhau giữa cán bộ giúp việc và thủ trưởng hoặc thủ trưởng ngơ đi bật đèn xanh cho người dưới làm cạn. Việc này bản thân người thủ trưởng mới biết được và chuyện xác định trách nhiệm pháp lý thì khó có bằng chứng cụ thể. Nguyên tắc là người nào làm, người nấy chịu. Ông Vân trả lời báo Dân Trí hồi tháng 10 năm 2023 về vụ chuyến bay giải cứu Đề cập đến việc ông Phạm Trung Kiên, thư ký thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ. BBC cho biết thêm về ông Lê Thanh Vân, ông sinh năm 1964, quê tại Hậu Lộc, Thanh Hóa. Ông có trình độ tiến sĩ luật. Ông là đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14 và 15 và là ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách các khóa 14, 15. Ông Vân từng làm việc tại vụ hoạt động đại biểu dân cử, nay là ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội vị nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Tài chính Ngân sách. Ông cũng từng làm phó bí thư tỉnh ủy Hải Dương từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015 trước khi trở lại Ủy ban Tài chính Ngân sách giữ chức ủy viên thường trực. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đại biểu Quốc hội gai gốc Lê Thanh Vân bị bắt. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.